Xin chào các bạn, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn chương số 4 Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở châu Âu và ở nước Mỹ. Châu Âu thì đang trải qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa. Tư bản chủ nghĩa thì có tư bản tự do, tư bản tự do hay gọi là tự do cạnh tranh, và chủ nghĩa đế quốc hay gọi là tư bản độc quyền. Mình sẽ nói rõ hơn ở trong nội dung này, và nước Mỹ tương tự như vậy. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 9, các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Rồi thì ở số bài này chúng ta sẽ cần tìm hiểu những gì đây? Một đó là những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc. Thứ hai là những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của các nước ở trong bài chính, đó là nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Trước khi chúng ta vào bài này, chúng ta sẽ quan sát cái bài này chút xíu, bức hình chút xíu. Thì ở bức hình bên cạnh Quảng Châu ở Quảng Đông Trung Quốc, thì ở bên cạnh này chúng ta sẽ thấy đó là bên cạnh này hoạt động rất là nhộn nhịp. Nó có dòng sông, nó có những tòa nhà, nó có những cái cờ của Tây Ban Nha, cờ của Mỹ, cờ của Anh, cờ Lan. Điều này chứng tỏ gì? Này chứng tỏ rằng là gì? Một cái biểu hiện hay gọi là một cái định nghĩa của chủ nghĩa đế quốc imperialist, có nghĩa là việc gây ảnh hưởng. Việc cái nước châu Âu gây ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp đến một quốc gia khác. Ví dụ như ở Tây Ban Nha thì nó có ảnh hưởng ở Trung Quốc qua cái cờ đó, hay là nước Mỹ tự như vậy đối với nước Anh, nước Hà Lan cũng gây ảnh hưởng một phần ở đó một cách trực tiếp hay là gián tiếp là đó đến Đế quốc và đến Trung Quốc, và buộc Trung Quốc phải lệ thuộc gần như hoàn toàn vào nước Đế quốc. Nếu nói thì thực ra là sự xác nhận ranh giới, ranh đất, sự đặt trụ sở của các công ty tư bản lớn thì cái này chưa đầy đủ. Và đó cũng chính là cái biểu hiện chính là cái thời kỳ, và bức hình này cũng chính là cái mốc cơ bản cho cái thời kỳ, đó chính là thời kỳ mà các nước tư bản Âu Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Vậy thì cái quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc diễn ra thế nào? Và ở các nước tư bản Âu Mỹ gồm có nước Anh, nước Pháp, nước Đức và nước Mỹ đã có những chuyển biến như thế nào đối với kinh tế, chính sách đối nội và chính sách đối ngoại? Nhưng mà trước khi chúng ta tìm hiểu về bài này, chúng ta sẽ biết, chúng ta phải tìm hiểu được chủ nghĩa đế quốc là cái gì. Chủ nghĩa đế quốc là cái gì? Rồi thì chúng ta sẽ nghiên cứu tức là theo tài liệu của quan hệ quốc tế, thì chủ nghĩa đế quốc là cái chính sách mà các quốc gia hay các dân tộc hùng mạnh tìm cách mở rộng hoặc là duy trì việc kiểm soát ảnh hưởng đối với các quốc gia dân tộc yếu hơn. Và chủ nghĩa đế quốc này đã xuất hiện trong bài cổ đại, đó chính là đế quốc Hy Lạp, La Mã. Và trong hội phong kiến đó chính là chủ nghĩa đế quốc Mông Nguyên. Và tuy nhiên chủ nghĩa đế quốc đã phát triển rất mạnh mẽ trong thời kỳ bùng nổ của người Tây Ban ở Tây Âu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20 và mãi đến ngày nay. Và các cường quốc có những động cơ khác nhau để mà kêu gọi chủ nghĩa đế quốc, bao gồm các dòng kinh tế, về kinh tế là áp bức, bóc lột, độc quyền, về chính trị ý thệ bên xã hội đúng không? Rồi. Và người ta có thể hiểu rằng đó là chủ nghĩa đế quốc nó gần giống với khái niệm chủ nghĩa thực dân, hay là chủ nghĩa thực dân cũ, dân cũ đúng không? Dân cũ hay dân mới gì chúng mà đó. Tuy nhiên cũng hai khái niệm này nó cũng có những cái khác biệt rất là cơ bản. Trong khi chủ nghĩa đế quốc, trong khi chủ nghĩa thực dân nó liên quan đến việc kiểm soát chính thức về mặt chính trị đối với mỗi quốc gia hoặc địa, thì chủ nghĩa đế quốc thì nó mang hàm ý rộng lớn, tức là nó thực hiện cái quyền kiểm soát hay ảnh hưởng trực tiếp đối với một quốc gia khác
một cách chính thức hoặc là không chính thức, trực tiếp hoặc là gián tiếp. Đó chính là một số nét về chủ nghĩa đế quốc. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ xem cái câu hỏi. Em hãy nêu các biểu hiện, đúng không? Các biểu hiện của quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu và ở Mỹ. Biểu hiện. Rồi khi mà chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy này. Nhất đó là biểu hiện nhất đó là gì? Sự xuất hiện các công ty độc quyền là một. Độc quyền một chiếm và kiểm soát gần như toàn bộ các ngành công nghiệp từ khâu sản xuất cho đến phân phối hàng hóa dịch vụ, chỉ biển như các cartel ở Đức, các syndicat ở Pháp và các trust ở Mỹ. Được hình thành từ những tập đoàn khổng lồ hợp lại để kiểm soát toàn bộ một số ngành công nghiệp chủ chốt, ví dụ ngành nghiệp hóa chất, khai mỏ, sắt thép. Rồi cái hai, một cái biểu hiện hai đó là sự tập trung sản xuất và tập trung nguồn vốn đại diện đến sự hình thành các ngân hàng lớn nha, các ngân hàng lớn, người ta gọi là tư bản ngân hàng, đúng không? Trực tiếp tham gia cho công nghiệp, gọi là tư bản công nghiệp, tức là ở đây là có sự phối hợp, có sự kết hợp giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp, các bạn thấy chưa? Giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp để tạo nên một tầng lớp mới, gọi là gì? Tầng lớp tư bản tài chính, đó là biểu hiện hai, đó là sự hình thành tầng lớp tư bản tài chính, đó chính là cái thứ hai. Cái nhất đó là sự hình thành các công ty độc quyền, đúng không? Đây. Rồi, tầng lớp tư bản tài chính đó làm gì đây? Rồi, nó chú trọng đến xuất khẩu từ bản hồi, nó không chú trọng đến nhập khẩu. Bao gồm những cái gì các bạn đọc thêm: đầu tư sản xuất, kinh doanh giữa các nước thuộc địa, cho vay lãi, giành quyền kiểm soát và hỗ trợ cổ phiếu. Các bạn xem em có biết luôn. Tư bản tài chính Pháp đầu tư vào Agosier, tư bản tài chính Pháp nó cũng đầu tư vào khai thác thuộc địa. Tư bản Anh thì chiếm độc quyền trên đào, đúng không? Đây, thấy chưa? Do là chú trọng xuất khẩu cho nên là gì? Do chú trọng xuất khẩu tư bản nhiều cho nên là nó có một cái nguồn lợi, nó tạo nguồn lợi quá lớn, cho nên là để mà phát triển hơn nữa thì cái nước cho bạn buộc phải xâm lược thuộc địa để duy trì nó. Đó chính là cái thứ nhất. Như vậy, với sự xuất hiện của các tổ chức độc quyền, tư bản tài chính là một, xuất khẩu tư bản và tranh nhau thuộc địa, đây hay là bỏ luôn. Tư bản tài chính, xuất khẩu tư bản và tranh nhau thuộc địa, đó chính là chủ nghĩa đế quốc. Rồi bây giờ hãy cho chi tiết luôn nha. Rồi cái này mình tắt đi. Rồi ở trong sách của Lenin thì nó chứng minh thế này. Rồi về sự tập trung sản xuất của các tổ chức độc quyền. Như vậy chẳng hạn như ở Đức thì cứ 1.000 xí nghiệp công nghiệp thì năm 1882 thì có 3 xí nghiệp lớn, nhưng mà đến năm 1907 thì có 9 cái. Nhưng mà cứ 100 công nhân thì có khoảng 37 người làm trong xí nghiệp đó. Rồi ở Đức thì chúng ta thấy đó là trong khoảng 3 triệu xí nghiệp thì số xí nghiệp lớn là tới 30.000 xí nghiệp rồi. Các xí nghiệp này dùng tới 5.7 triệu công nhân và dùng 6,6 triệu lượt hơi nước. Tức là sẽ tập trung sản xuất các bạn độc quyền, đó chính là việc các xí nghiệp lớn nó hùng mạnh lên mà nó không tóm các xí nghiệp nhỏ và nó hình thành các tổ chức độc quyền, đúng không? Đây. Đây là ở trong sách là chủ nghĩa tư bản giai đoạn trục cùng của chủ nghĩa đế quốc giai đoạn trục cùng của nghĩa tư bản. Ở Mỹ tương tự như vậy, là các trust, người ta gọi là các xí nghiệp khổng
các xí nghiệp khổng lồ, nó tồn tại trong 25 ngành công nghiệp. Như vậy là mỗi, như vậy thì dường như mỗi ngành là có 22 xí nghiệp, rất là lớn. Đó, sơ sơ ha. Đây, đây là các tên ở Đức. Các tên ở Đức á, thì năm 1896 thì 250, nhưng mà đến năm 1905 thì đến 385, với sự tham gia của gần 12.000 xí nghiệp. 12 xí nghiệp, 12.000 nghiệp trong trong 385 các tên, 385 các tên. Ở nước Mỹ là số lượng truck là lên đến 250 truck. Và mỗi bài trong các loại xí nghiệp của các công ty là chiếm 23,6%. Nhưng mà đến năm 1909 thì chiếm quá 1/4 tổng số xí nghiệp. Nhưng mà sản lượng nó rất là cao. Giá trị sản lượng của nó là từ 10,9 đến 7,6 tỷ đô la, tức là tới 79% trong sản lượng này. Còn riêng Seneca ở Đức, Seneca thuộc miền Rhine-Westphalia, thì ở vùng này thì đã nắm được tới 6,8,6,7 tổng số hàng đã sản xuất ở vùng này. Và đến năm 1910 thì Seneca đấy đã nắm được 95,4%. Cứu thêm. Hay ví dụ như rớt dầu mỡ, dầu lửa ở Mỹ, cái rớt này là đến với 150 triệu đô la, người ta phát cổ phiếu nhưng mà thu lời rất là lớn, và mỗi năm thu lời là đến 40-48%, mà tổng cộng là lời rất là lớn, 367 triệu đô la. Và đến năm 1907 thì người ta đã thu được tới 88-89 triệu đô la lợi nhuận ròng, trong đó 606 triệu đem đưa đem chia và số lại đem dự trữ. Năm 1907 xí nghiệp của truck thép là thuê ít nhất là 210.000 công nhân làm việc. Xí nghiệp lớn nhất trong ngành công nghiệp mỏ Đức là công ty mỏ Gesen Kisem, dùng 4 vạn công nhân nhân viên và sản xuất được 9 triệu tấn thép. Các bạn đọc thêm. Rồi, như vậy là với sự hình thành các đối chế độc quyền, sự cơ đặt của Tư bản Tài chính, hoạt động xuất khẩu của Tư bản và tranh giành thuộc địa là dự định Tư bản dẫn đến sự đời của nghĩa đế quốc. Rồi đây là cái bản mà chứng minh là Tư bản Tài chính quá đầu tư, nó đầu tư quá nhiều đây. Đầu tư với nhiều, các bạn đọc thêm ở cái phần này là phần đầu tư ở các thuộc địa, cho nên là lợi nhuận do rất là lớn. Mà đọc thêm ha. Ví dụ như lợi nhuận, ví dụ anh đầu tư cho Bắc Mỹ tới 7.000, tới 7.000 triệu, tới 7 tỷ, nhưng mà anh đầu tư cho Châu Á có hơn 3 tỷ, ở Châu Mỹ có 100 triệu, nhưng mà ở Mỹ Latin thì Mỹ đầu tư tới 1 tỷ, Mỹ đầu tư tới 1 tỷ, hơn 1 tỷ nhưng mà Mỹ thu lại gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Rồi, như vậy là chúng ta đã biết những cái biểu hiện của chủ nghĩa đế quốc là gì à, đúng không? Rồi chúng ta sẽ xem những cái chuyển biến lớn về kinh tế, và chính sách đối nội và đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ trong từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Rồi, như vậy là những chuyển biến lớn về kinh tế, của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ là gì đây? Kinh tế Anh, Pháp, Đức, Mỹ là gì đây? Một đó là chuyện lớn này, chuyện lớn nhất đó chính là chuyện biến về tốc độ phát triển. Trong khi ở Anh và Pháp đang chậm lại thì Đức và Mỹ phát triển rất là nhanh. Ở nước Anh thì tốc độ phát triển từ năm 1870 đứng đầu thế giới, nhưng mà đến năm 1914 thì Anh tụt xuống thứ tư, đúng không? Trong đó Pháp thì lúc đầu đứng thứ hai, về sau tụt xuống thứ ba, và trong đó thì Đức thì lúc đầu là thứ ba, nhưng mà các bộ phát triển rất là nhanh, cho nên Đức đứng thứ hai, và tới đuổi bảy Mỹ phát triển mạnh nhất. Mỹ đến năm 1914 Mỹ đứng đầu.
Rồi chuyển biến lớn hai đó là các công ty độc quyền kiểm soát rất nhiều ngành kinh tế, rất nhiều ngành kinh tế trọng trọng yếu là cao nhất, nhưng mà chỉ kiểm soát một số ngành trọng yếu như là ngành luyện kim, ngành đóng tàu và ngành khai thác mỏ. Nhưng mà đến năm 1914 thì công nghiệp Mỹ bắt đầu nó vượt Anh, nó vượt Pháp, nó vượt Đức và nó đứng đầu thế giới. Đức dù vị trí thứ hai đã rồi. Anh và Pháp mất dần vị thế đứng đầu, nhưng lại là hai nước có xuất khẩu tư bản nhiều nhất thế giới do có hệ thống cục địa, nó đầu tư với một số vốn rất là hạn chế, tuy nhiên nó lấy lại rất là lớn. Đây cục sắt Đức, đây tốc độ phát triển của mình, của Anh phát triển đúng không ạ? Đây sản lượng thép của Anh, sản lượng thép của Anh thì nó tăng nhưng mà nó tăng chậm, trong đó Hoa Kỳ nó tăng nhanh. Sản lượng thép từ 1,2 tăng lên đến tăng gấp 10 lần. Mỹ phát triển rất là nhanh, tương tự vậy Đức, kinh tế Đức cũng phát triển rất là nhanh, kinh sản lượng thép Đức nó tăng gấp mấy lần nó tăng gấp 6 lần. Trong khi đó đường sắt tương tự luôn ở Đức phát triển rất là nhanh, phát triển cực nhanh luôn, phát triển cực nhanh. Trong khi lúc đầu Đức không có miếng đường sắt nào, trong đó thì Pháp nó có tới khoảng mấy chục ngàn miếng đường sắt rồi, thì Đức từ 17.000 km lên đến khoảng 49.000 km. Còn riêng nước Mỹ thì nó đang chóng mặt, tại vì Mỹ đã mở rộng được cái vùng đất ở bên phía Tây, tăng chóng mặt luôn từ 49.000 từ 49.000 lên đến 320.000 km. Và chính vì sự gia tăng của đường sắt như vậy cho nên Mỹ đứng đầu thế giới. Rồi chính sách đối nội rồi của Anh với Đức là gì? Theo thể chế quân chủ lập hiến. Rồi ở nước Anh quyền lực thuộc về nghị viện, vương có quyền, nghị viện do hai đảng tự do và bảo thủ thay nhau cầm quyền. Ở Đức thì nhà vua nắm quyền, vua có nhiều lực hơn hoàng đế và hữu tướng quyền lực Đức nhất lúc đó là Bismarck. Vai trò quốc hội hầu như hạn chế, ở Đức là cái quyền lực của vua là lớn nhất. Riêng Pháp tình hình chính trị nó không định. Pháp không định. Pháp 50 lần hay là chính phủ, Pháp không định. Pháp có chính phủ, Pháp có hữu tướng, nhưng mà hữu tướng quyền lực của hữu tướng có nhiều. Rồi về xét đối nội là các chính quyền này đều thi hành chính sách, sách gì? Một điều hai. Cái loại chính sách là gì? Đàn áp các cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân, và để gì? Bảo vệ quyền lợi cho tư sản, đàn áp sự nổi dậy của phong trào công nhân. Rồi ở Mỹ thì nước Mỹ là đứng đầu là tổng thống là do người của hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thay nhau cầm quyền. Lúc đầu sau nội chiến thì chỉ Mỹ là chủ yếu là tái đất nước, nhưng mà chính sách của Mỹ, chính sách đối với người gốc Phi và phụ nữ vẫn còn nhiều hạn chế. Chính sách đối với người Mỹ gốc Phi hạn chế. Rồi chính sách đối nội tập trung với và tái đất nước hàng năm hơn gây chiến tranh, nhưng mà cái này nó không chi tiết. Nhưng mà chính sách đối với người Mỹ gốc Phi vào nước vẫn còn nhiều hạn chế. Đây. Đạo luật là gì? Là cấm người da đen, là quy định người đen phải ngồi được ta tàu riêng, không vào khách sạn, không vào nhà hát. Riêng sách đối ngoại vẫn là tăng cường xâm lược mở rộng lục địa. Đây là sách chung của các đất đế quốc như vậy. Nước Anh là có một địa rộng rộng nhất thế giới.
riêng Pháp lại có một địa nó rộng hướng. Thứ hai rồi, còn Mỹ, còn Mỹ thì có quyền, thì có Mỹ thì có quyền, Mỹ thì kiểm soát vùng Mỹ Latin và Philippines, và mở cửa Trung Quốc, mở cửa thị trường Trung Quốc. À, đó chính là của Việt Nam, của Mỹ. Rồi ở Đức, thì sách chủ yếu đó chính là lập liên minh để mà cô lập Pháp. Và cuối cùng là chạy đua vũ trang đòi chia lại thị trường thế giới. Đức ổn đĩa lắm. Đây là có ổn đĩa đây. Rồi bây giờ các bạn thử đi coi ổn đĩa của Anh là gồm nước nào đây ạ? Anh ổn đĩa Anh là gồm Canada là một. Thứ hai là vùng phía bắc, vùng Bắc Châu Phi là gồm cái gì? Nước Ai Cập, nước Sudan và một phần phía dưới có kéo dài tới tận vùng Kenya luôn. Đây. Và nó kéo dài đến tận vùng Nam Phi. Đây là thuộc địa của Anh, hay chưa? Đây, kéo dài đây, chúng có vùng gọi là Rhodesia, gọi là vùng Cộng hòa Nam Phi đây. Rồi ở phía Tây Á là vùng Yemen đây. Còn ở phía Châu Á là vùng Afghanistan và kéo dài đến tận vùng Miến Điện. Rồi, còn một phần và cả Malaysia, cả vùng Miến Malaysia đây. Đây, đây là Anh. Rồi, Anh cái này luôn. Anh đã chiếm được Brunei. Rồi, đây là nước Anh, đúng Pháp đâu ạ? Pháp đâu đây? À, Pháp quy một lãnh thổ rộng lớn. Pháp quy một cái. Rồi, Pháp hộ đâu có Pháp, hộ Pháp này. Hộ Pháp là vùng Guyana, vùng Guyana nước Mỹ. Thứ hai là vùng này đây. Rồi, ở đây hệ tượng trưng Pháp là nguyên cái vùng Tây Phi đây. Tây Phi đây. Và bán đảo Madagascar, và bán đảo Đông Dương. Nước Đông Dương gồm Việt Nam là Campuchia và một phần ở Trung Quốc. Rồi Đức, Đức lãnh thổ chút xíu rồi, Đức này, Đức là một cam, gọi lãnh thổ đâu, thuộc địa đâu, thuộc địa xíu rồi, địa đây, thuộc địa là Mozambique chút xíu rồi. Đức có nhiều, Mỹ thì thuộc địa nó có cái thuộc địa ở Philippines, Mỹ, Philippines và một phần ở Puerto Rico ở châu Mỹ. Rồi đây là một số nét về cái thuộc địa châu Mỹ.